Lúc gì? Trời ơi. Rồi ba anh em Bin chào cả nhà nha. Chào cả nhà. Hôm nay ba anh em Bin sẽ dẫn cái nhà đi vớt ốc nha. Cô Minh đi vòng vòng ở đi lưu á cái nhà. Nó phát hiện được một cái vườn trứng ốc bu quá trời luôn. Nhưng mà cầm mấy trứng rất là nhiều luôn cái nhà, nhưng mà đi lúc sáng á không có thấy ốc bu nó nổi. Thì tối nay hai anh em Bin quyết định sẽ quay lại cái vườn đó coi nó có nổi không nha cả nhà. Ốc bu thì tối nó nổi rất là nhiều luôn. Buổi sáng ấy, thì không có thấy nó cái nhà tại nó chìm, còn tối thì nó hay nổi lắm. Mấy lần trước Bin cứ dẫn cái nhà đi vớt rồi đó, lần này thì thấy trứng nhiều thôi chứ chưa thấy ốc bu. Dẫn cái nhà đi coi nó như thế nào nha. Bắt ớt đựng cua hết hồn con nào pháp. Con này ốc bu nè, con này bu nè cái nha. Nè cô Bin, con gần đi cô Bin. Mấy cái trứng ốc lát á ha, trời. Ốc lát nó nhỏ hơn nè cái nhà. Đó nhiều nhiều thấy không? Chiều này trứng nó đây nhiều là lắm. Ốc bu ốc lát nè. Dạ đúng. Ủa con nhỏ nhỏ quá rồi luôn ha. Nè đây hai con nè mình. Dạ. Đây con nè con. Đó, đúng rồi. Đấy đây con nè. Đúng rồi. Ốc bu nhỏ đi chú Bin đưa mình. Đây nè. Nè tới đây nè, đây con nè. Đó. Đó, mấy đây ngay chỗ này con nè. Cái này mình vớt về mấy thì mình nuôi. Đúng rồi. Nè. Đây nè. Đây con hay vậy? Dạ lên coi mình. Nhiều lắm cái nhà, cái ốc bu nhỏ không à. Nè. Đây, cái nhà con này, cái ốc bu con kinh khủng chứ. Không? Đây nè, đây một con này nha. Đó nè, ở đây nữa nè. Ba bốn con luôn, mà tao ốc bu nhỏ không à. Cái này mà anh em mình nếu mà bắt thì bắt về nuôi á. Nếu mình ăn thì chứ con bự. Ba bốn con nè. Hai con nè. Đó, ba con nè. Ba con luôn luôn. Ba con nữa nè. Đó đó mình. Bốn con nữa nè. Này vớt về thả vô cái mương của hai bạn á. Đó. Bây giờ nó đi bắt mình bắt là thịt đó. Đây con nữa nè. Ốc nhỏ quá chừng luôn. Ôi quá trời luôn rồi ha, nó là lười hết tôi luôn rồi. Ôi ủi ở dưới gồng nhóc luôn kìa. Hồi mình mới cào qua cái hai con luôn kìa. Nè hai con nè chú Bin. Ừ. Cái giật nó hơi lủng. Trời ơi quá trời luôn. Ồ thôi đi nè. Trời ơi trời. Có cái ốc bự hay ốc nhỏ nhiều quá ha. Dạ. Đây chú Bin mượn cái giờ đây. Hỏi kìa. Cho bá nữa kìa. Chú Bin. Đây. Đang cặp luôn cái nè. Quá ngon quá ngon. Nè ốc bu. Đây sạch ốc đây sạch quá bên luôn. Khum khum quá đây. Có bu để cái trứng, có trứng ốc bu rồi trứng ốc lát luôn hết đấy. Dạ đúng rồi. Nhiều lắm. Ôi đó nè bu. Con này con ốc bu nè nè thấy không, còn này ốc lát nè, cái đít nó tà nè. Ừ. Nè con này đít tà nè thấy không, con đít nhọn là con ốc bu nè. Đó đang con nè. Ừ, tốn nè chú Bin thấy không. Ừ, bắt ra bu không hả nè. Đây nè, thấy cái thẻ con bự trẻ luôn, hay bắt con trắng luôn đã thiệt. Ở ngoài đó hai ba con mình. Cái này trứng ốc, cái này là không. Ở ba con luôn. Này cái trứng bu quá mà anh em mình lượm ốc bu ốc lát cũng được. Thế về mua nuôi. Đúng rồi. Ốc lát thì cái kệ luôn. Đây mình. Dạ. Đây con này con. Đây con ốc chắc lát nè. Con ốc lát. Hiểu rồi. Ốc lát. Con ốc lát mà con nuôi nó bự luôn lắm á nha. Đây ốc bu con luôn cái nha. Về để bên thấy luôn. Ốc bu ốc lát gì ăn cũng ngon á. Trời ơi, ốc lát nói gì con? Dạ. Con bên đen lộn động mừng nè. Ờ con kìa. Một đen. Ờ đen con á. Đây con này cái kia. Nè. Nè ốc bự luôn. Đâu, nè cô bé. Nè, ta bắt con chất lượng nè mày. Con ăn thịt được luôn. Đen con mình. Ờ đây nè. Chà bá. Đen chà bá. Chà kế chà bá. Trời. Chim Minh. Mấy anh em biết tại sao từ nãy giờ anh em pin ốc nhiều mà vớt được ít ốc bu bự rồi. Đó. Chào hai. Bị mẹp ăn cái tơn. Nè ăn cái tinh nó bờ nó nhỏ mới không. Nè cái này coi nè. Nè. Nè vỏ ốc bu nè. Vỏ ốc lát nè. Nè. Bị mẹp ăn cái tơn nó một đống luôn. Nè đây nè. Nè toàn là bị mẹp săn không? Tại sao từ nãy giờ anh em pin thấy ốc nhiều mà vớt tiện toàn được là. Cái này là mình muốn bắt được cái ốc bu bự mà phải bắt mấy người mẹp chứ. Cái ốc bu nhỏ không?
Minh đó đó dưới tàu lá dừa đó đó đúng rồi. Kìa bên mấy anh kia bạn con nó kia rồi của mình đó đó xem mấy bạn luôn á. Ồ mấy mương này mà hàng chất lượng không em? Ừ mà nó đẹp nó ngấu đẹp lắm. Kìa cái này bự thì anh em bên dùng nhỏ anh em bên nuôi nha cái nhà chứ đừng đừng ngấy rồi nói anh em bên bắt con nhỏ ăn nha tiệt chủng nha. Nuôi nữa có nuôi nữa cái dòng này là ăn là ngon bao ngon rồi. Cái này nè lột xả nè nãy giờ hàng khủng cũng như chú bộ chơi lấy mấy con gông đem đè nhỏ lên nữa. Nó làm cô Minh bỏ tay xuống con đúng rồi ốc to à ốc to à. Cái này luộc ăn là ngon nhất luôn á. Mấy con này chắc nó khó con khổ mấy con mình bẹp nè. Cái này nó thúng ở dưới đáy vậy hả? Đây này chú đi thấy không? Bự không? Nha. Bự mới quay nha. Rớt rồi con. Đó sao rớt được. Bự mới quay chứ nhỏ không thèm quay đâu á. Đây nè. Bà đèn con này chú Vinh ơi. Họ nhớt luôn. Ngồi xem mấy bờ cái nhà. Rồi xíu mấy bờ quá. Nó kiều kiều cái lăng lăng á nó rớt hả? Ồ. Đụng tí vừa lên luôn. Ốc lát kìa, ốc lát kìa. Đúng rồi, nó nè, ốc lát cái nha. Có ốc pháp rồi, cái này nó hụt vô sâu lắm, nó hụt sát đít luôn á. Còn ốc lát thì nó còn dung ở ngoài. Nhưng mà cái hình nó thì cũng giống khoảng 9-10 con ốc pháp luôn á. Nè ú nụ. Không á. Phải ốc bu không? Ủa, bu. Đây này mình nghe tới kinh luôn rồi cái nha. Ủa, của mình nó mới dứt ốc bu nè. Rồi, hay con luôn. Cho bá luôn cái con nha. Con mới dứt được con chó. Cái ghê chưa? Ở ngoài đây cũng có bu hết ta. Con nghĩ nó bu. Cứ nghe này thấy không? Hay con luôn, mình cặp luôn á. Ê mày hả bưởi. Béo. Ồ, cặp luôn, cặp đen thui luôn ha. Thấy cô chú hát hay vui quá. Anh em mình đi bắt bụng. Rớt 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 rớt. Ồ bự. Ờ cô ta con gì chạy? Ờ bu nó bò nó đẻ. Ừ khoan thôi, đừng đụng mấy con, kệ nó lên bờ đẻ, kệ nó đi. Thôi mình đẻ đi, mình để cho đẻ mốt một lát nữa, nó cái nhà nó đang bò bờ đẻ cái nha. khoan để cho cái nhà xem, nó đang đi bộ kìa, nghe thấy không? Nó. Thôi tội quá, mình cho lên đây cho đi cho nhanh. Đang ung dung dưới mương hả? Đang ung dung trên đời. Có ốc ở đây thì nó có màu nó đậm hơn ha. Con đây con nào cũng lấy chất lượng vừa không? Ừ, đông kia thì ốc nhỏ thôi. Đây còn nghĩ chắc là có mấy hồi việc nó chưa biết á. Đây gần lộn quá, xe chạy tới chạy lui á. Dạ. Nhé. Kìa, trời ơi, cô Minh. Ơi, thấy rồi. Trời ơi, con ốc bu nửa ký. Nửa ký. Được ký nha. Mà bởi vậy cô Minh, thân thủ không lẹ gì hết trơn á. Thôi, không còn thấy. Con cũng lăn lăn buồn buồn. Vui rồi ơi, mấy đường ốc bu vui đi rồi cả nhà ơi. Hết lần lần buồn buồn rồi. Đó, mới vô là thấy rồi nè. Cái mương huyền hội. Cái mương huyền hội của anh em gì? Ốc vàng, ốc nghệ. Ốc nghệ hả? Dạ, nó vàng rồi, nó nghệ cái nhà. Nè nè, nè nè. Chắc là do ốc mẹ ăn mít vậy. Đó nè. Ô, con này, đây cũng còn cái gì? Ủa phải hả? Kìa, Minh, nghe lục bình kìa Minh. Ừ, nghe cái kìa. Đây con này á. Con còn. Còn nó đùn. Ừ, cái này con ngốc rồi. Hết đằng thì chứ nè. Cho cô bé con nữa nè. Ui nè. Con này không lấy hết nó hết hồng chứ. Cái mương này lúc này chứ cháu mình chắc cũng có con bự á. Không bao giờ nó làm mình thất vọng hả? Dạ đúng rồi. Tại sao nhỏ được có chú giao đâu chứ giờ vớt rồi. Nè Minh. Đó đúng rồi, đó con. Thì hai con mà. Dê lên con nữa. Ôi sướng. Không làm mình thất vọng. Ôi xích tới em ơi. Nghe nghe hả? Hết là. Con gì nè? Đâu con. Ủa nó vừa má ơi. Nè Minh ơi, cái nhà con nè. Con ốc nè. Quá trời luôn rồi. Nó luôn. Hết thằng con ốc chứ. Ôi sướng. Nửa ký. Con ốc này không phá tại từ. Hết trời té luôn. Nè Minh. Ôi dạ. Được rồi, mình té con. Nè, con ốc nè. Quá thật rồi. Con ốc dưới thần người ta. Dơ. Ê nè, bạn không gồng. Ờ, mời. Cho dưới con á. Cho mày lớn đi, bố bắt ra mà. Dạ. Nó thừa cắm câu chứ sao. Cô Minh. À.
ốc gì đây? Ốc bô, ở đây chắc có ốc bô mà không có khóa ốc đâu. Dạ. Đây, con nhìn thấy nha. Đó, đó, hay quá mình ơi. Ơ, con gắn nữa, con gắn nữa, con gắn nữa. Bắt hồn dí nhỏ. Con nhìn nghe tiếng à. Trời má, trời má. Ở đây tôi công nhận từ nãy giờ bắt có 6 con hay gì không? Con này con bự không? Dạ. Ngồi xuống ngắm kỹ nó mới được, người kia nó le cái lưỡi lên á cái nha. Ốc con ngồi tài luôn nè, thấy không? Nè 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 ốc con á. Nè cái nhà thấy không? Nè ốc của con nè. Đó, chút 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 rồi, thấy không? Dạ dạ. Đó, quá chừng luôn đó nha. Mưng của tao còn ăn gì dài luôn á. Chơi vô, ôi ôi xe ốc bu. Về cái ốc con cái nhà xem nè. Cái nhà thấy mấy cái chấm đen 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 không? Đó, đó là ốc bu con không á cái nhà. Quá trời luôn nè. Đã ghê không? Ôi nè nè con kéo này không? Nè con kéo nó ra. Nè bên đây mướn cái nha. Vì cái mướn này ốc con nhiều rồi, ốc bự nhiều nè. Nè cái nhà con nè. Đó, đó đen 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 còn là ốc con. Đen vui luôn ha. Ừ, thấy chưa? Ở đây con còn chưa? Ờ, nó làm cái rong nữa nha. Nè con còn bơi bơi trên kìa, nhưng mà nhỏ. Ờ con đó mình nuôi đi. Con này 300 gì em? Rồi. Nè lấy cái gì con nè. Quá trời quá đất nó bự. Không. Không. Không có ngã nó thổ hết. Nhà Minh, 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 Minh. Ôi, con siêu to không lo luôn. Nhà con nè. Ôi, coi coi chừng nó tốn đâu một ngày nè. Nó buông cái bờ nữa nha. Dạ đúng rồi. Nè Minh, 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 Minh. Dạ. Đó, nó lật ngang rồi đó. Đó lật ngang rồi đó. Thấy không? Đó, đó. Đúng rồi. À, cái này mà pin theo pin này pin làm chung 3 con là xong rồi đó. Nó bự. Quá tài mọc. No luôn á. Con kéo cáo nha gì nha. Kì 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 Minh, kì Minh, kì Minh. Đó, đó. Ông tiêu ơi. Thiệt, nó có đây nó to thiệt luôn á. Con này con ấy từ nãy anh em vớt cái mương này con to không luôn. Dạ con hàng khủng không chắc là nó không dựng hay ăn á. Anh dùng này thì không có bềm bẹp. Dạ. Cái này con cái đính đầu ốc. Quá thò luôn, đông gồng luôn. Mà ốc con này nó đen hơn em. Dạ, này mẹ ốc mấy đúng ốc vuông à. Cái nhà ơi. Anh em pin không đi vớt nữa đâu, nãy còn thấy mấy con mà anh em pin không bắt luôn á. Dạ, dạ. Để gồng lại. Đừng có bơi tiếp. Trời dạ, ơi. Dạ, cái này con nè. Bự không à. Cái lớp này thì lớp ốc nhỏ do ốc bự lồng sộn. Nó bu nó kiểu à. Ừ. Ờ con ốc bự. Mày chạy sao thoát. Mày như đây tầm 3 ký mấy 4 ký luôn á. Gì ghê mày? Ờ thiệt mẹ chú Khai cầm ơi. Đầu dư má. Thôi chú Bình nghĩ là chừng 2 ký được rồi con. Chừng 2 ký. Con nghĩ là 3 ký á. Lên chạy qua đây cái mẹt đó đi cô Bình. Lựa ốc nhỏ đi hay về rồi hay thảy vô cái mương luôn. Mình tháo bự cái đây đi. Ừ. Nó lấy cái mẹ ra để cho nó bự thì mình dễ cho cái nhà dễ xem mấy con ốc siêu to của mình hơn. Rồi, lượt đi vô ngày lấy cho. Mấy con ốc nhỏ này hơi pin đi về nhà, pin thải vô cái mương của pin luôn. Tao này lụm được hả chú Bình? Thôi, mình con dạ. Để lại luôn đi, lượt mấy ốc bự đi rồi mình coi ít nhiều rồi mình tính á. Chứ ốc bự nhiều mà ăn chứ ốc nhỏ. Ok. Để... Vô. Ừ. Bự cho má luôn. Ừ. Rồi, cho cốc bự qua đây. Đúng mình, rồi, đúng cái rồi. Khoe. Khoe cái nhà liền tối ngóc nè. Thành quả của đêm nay mà. Mấy con này là mấy anh em pin vớt ở cái mương cuối cùng cái nhà trong bơi bời luôn á. Quá trời quá đất quá bự. Đó. Ừ. Còn ốc nào? Nè, mấy con này nè. Cái này mình lượm luôn đi. Đó. Mấy con nhỏ đó hơi bỏ bọc đi rồi hai vinh gì hai thẳng mưa mà. Rồi tả hơi tả hai cái xô luôn á. Tại xô lại. Cái xô hồi chiều này lấy bằng hè. Nhẹ thôi. Đứng cái xô lên con rồi chú ba bỏ vô. Nô lệ cái nhà hẹn cái nhà gặp chừng 3 tháng nữa gặp cái nhà bắt cái mua tại mương của bên nha. Đó vậy là chắc gạo luôn. Rồi, đổ bên ra cái nhà chị. Đây. Trời ơi. Ôi, đó. Con này trời ơi. Con này thứ già. Cái này mà ba bên là ba con rồi xong. Đã thiệt đấy. Bự luôn. Thôi ngon rồi. Sao? Giờ ngâm đi xé cái này mình tính nó sao. Giờ muốn gì thì mày tính. Bỏ vô thau đi.
Ở thằng ngâm nó đi rồi mới chạy luôn. Giờ tối rồi. Thôi hẹn cái nhà ngày mai gặp nha. Rồi hẹn cái nhà gặp ngày mai. Sao không? Sao không? Sao này anh Vin lại gặp lại cái nhà. Đây đây là mấy chiến lợi phẩm là hồi tối của anh em Vin vớt được nữa cái nhà. Đã chưa? Bây giờ mình sẽ chà nó sạch nha, chà xử nó nha. Ôi mấy con ốc này đã quá bé ơi. Mấy con ốc vớt ở khúc cuối nè cái nhà. Ôi con nó bự nè. Chà quá luôn. Nè con này nó bự nè. Xô hàng hả? Con chừng tầm gam luôn. Đã chưa? Rồi bây giờ anh em mình chà. Mình chà xong cái mình chặt đít nhẹ cái vòng tròn sấy dưới nhỏ này nha. Trời rồi nhìn xuống đây. Hôm bữa giờ cứ làm cái món ốc mà băm xả với ớt á, tỏi xả ớt cái nhà. Cứ thèm là món ốc luộc hả? Bữa nay thì hai sẽ làm cái món mà ốc hấp xả xả cơm mẻ. Chấm nước mắm xả nha. Đây. Xả. Ừ. Xả thêm nhiều nhiều nha. Ok ok, làm cái tô nước mắm cho tới nách luôn hen. Nách luôn. Cứ làm mấy cái món ốc mà cứ băm xả ớt rồi cứ nói thèm ốc hấp xả không à. Bữa nay ốc hấp xả ghiền mẻ xả một bữa. Cái nhà con mấy ốc đã quá cái nhà. Chà nó uống lửa. Bây giờ cô Minh để cho Sao Béo chạy đi. Hai anh em đi hái ít xả. Okay, bé xong rồi Béo chặt cái đít luôn nha. Chặt đít đây đưa hai mượn con ốc coi. Để anh chặt cho. Để hai chỉ cho. Chặt cái múm nhỏ hơn. Rồi cái múm nhỏ này thôi, cái vòng tròn nhỏ ở dưới đây thôi nè. Đừng có vòng bự quá. Dạ. Đây, cái đây rồi gọi cho nó hấp cho nó thấm nước vô á. Cho nó thấm nước mẻ vô gì cho ba. Rồi cho thấm nước mẻ vô cho nó giòn nữa. Đó, ốc nghệ nè chú em. Dần dần cái nước ra là nghệ vậy. Nghệ nè. Dạ. Ốc nghệ nè. Đây là cái bộ xe của 98. Anh em mình sẽ đi xin một ít cho xả nha cái nhà. Anh em mình có tầm xả rồi nhưng mà nó chưa có bự á. Mai mốt có rồi thì anh em mình sẽ dùng luôn khỏi đi xin nữa. Bên thứ 8 có mấy cái bụi xả đẹp quá trời luôn. Nè, đây một bụi, đây một bụi nè. Bên kia 2-3 bụi nữa kìa cái nha. Bụi xả tốt ghê luôn cái nha. Đẹp nữa. 2-3 bụi luôn. Anh em Vinh xin một ít. Hơi cái đầu xả thì anh em Vinh sắc cái lần mắm xả. Cái củ tối á thì mắm xả. Còn kia thì anh em Vinh bỏ vô hấp. Chọc tép không Minh? Chín tép chui. Ok, thôi giờ anh em mình ăn chín hả? Em chinh chục lấy cái lá xả về bỏ vô hấp một ít luôn, chà cho nó theo té cái chú pin của đá. Anh em mình hái thì 5 cái lá chanh thôi của mình. Cho nó thơm, bỏ nhiều quá nó sẽ bị đắng. Mình hái chừng 5 lá cho cái mùi xả nó thơm lên thôi. 5 lá chanh thì anh em biết có nhà rồi, không xin chị nữa đâu. Thêm mới rau găm cho nó ăn cho nó thơm thơm nữa. Ừ, lấy con dao này đi phép, dao này đi, dao này đi. Dao này nó dày hơn. Nó cùi hơn. Cái dầm còn nhỏ thôi. Hấp cho nó đúng rồi, cũng hơi bị ngon ạ. Cái nước mẻ nó thấm vô nó làm cho con ốc mình nó sẽ giòn hơn nha cái nhà. Tác dụng của nó nước mẻ là bên hấp á là làm cho ốc nó giòn hơn. Nè, con này. Ốc quá đẹp. Đẹp hơn ốc nuôi luôn á. Hơn bít rau gầm nó mới gầy mưa rồi nắng mưa nắng cái nhà. Mấy cái bụi rau của anh em bên nó tốt, nó đẹp mà nó sung quá trời sung. Ủa nhẹ tốt chứ nè. Rau gầm coi nè, nè mấy cái đọt này nè cô Minh. Ôi, hái chừng chục 20 đọt thôi, đừng hái nhiều để dành. Ăn hết gây hái nữa, rau sạch mà. Sạch. Nè, cái nhà con hú lũi của ba anh em bên nè. Đẹp ghê không? Hồi lúc trước cái tầm một đọt chậu 30.000 trồng chích beo tơ. Đợt này thì lên thảo cái chừng, xanh mướt luôn. Đẹp không? Nó do bị bệnh á, cái nó lụng luôn. Rồi sẽ có một cái món lòng. Đi vào lòng người với món lũi này mới được. Mấy bữa gài mưa rồi nắng á, cái rau nào của anh em bên cũng tốt. Cái này cũng tốt nè. Có cái này thì ăn lâu lên lá quá rồi. Đó, còn mấy cây bạc hà bữa bên kia vô nó có 3-4 lá rồi. Cái nhà mà giờ nó lên tùm luôn rồi nè. Rồi. Đây, bên sắt cái này bầm nhuyễn làm tô nước mắm tới bến. Ăn mà cái này mà vừa chấm muốn mắm xả nhà mà quết được một ít xả nhiều tên con ốc ăn nó đã dữ lắm. Nó hôm bởi vì bữa nay bắt được ốc phải làm cái món này cho anh em nó bớt nhắc lại mới được, cứ mỗi lần làm ốc bầm xả lại nhắc đúng không? Dạ, đúng không? Dạ đúng. Là thèm nước mắm xả, ốc chấm xả bữa nay làm luôn. Nhưng mà hấp mẻ sẽ làm cho cái con mẻ cho cái con ốc của mình nó giòn hơn cái gì. Cái tô nước mắm bữa nay để bình hoài nha cái nhà, không giao cho cô Bình đâu. Thì cái này thì cũng cần cứ làm tô nước mắm xong cái bỏ ốc vô với gia vị rồi kia là mình luộc thôi. Cái này cũng hẹp thôi. Rồi, tốt.
nước mắm chua ngọt của miền Tây là nó đậm đà lắm nha cả nhà, nó kẹo. Cả nhà cứ đổ đường trước rồi nước mắm á mình đổ xíp nó cao hơn nó một tí thôi. Rồi cả nhà quậy cho nó tan hết đường nha. Tan hết cho vậy cái đây. Miếng ốc nhìn đã chứ. Thôi bên chắc bên làm chừng 5 con cái này được rồi cả nhà. 5 con này là no luôn á. Cái này là phần xả ớt của anh em bên xây rồi nè cả nhà. Cho vô nha. Bên pha nước mắm thì bên hay mà cho xả ớt hoặc là tỏi ớt vô trước rồi bên mới nặn chanh vô nha. Như vậy thì làm cho tỏi với ớt của xả của mình nó nổi hơn. Nhưng mà cái này chắc là bên Khoa đặt như vậy nè, nên bảo đảm cái nhà chắc không thấy nó nổi đâu. Khoa nhiều khi nước mắm nhiều quá cả nhà sẽ thấy cái đó nó rõ ràng hơn. Chanh thu hẹt hả? Thô. Nặn vô cái xả của mình nó trắng rồi đẹp không? Dạ. Yeah. Cắt miếng chanh á, chừng 3 miếng thôi nha cái này. Rồi cả nhà niêm lại. Anh chị niêm lại cái cho nó ngon cái vừa miệng của mình. Cái gạo ốc của mình mới được cái nhà ơi. Cháo này vừa không ta? Chắc vừa. Vừa. Nó tưởng nó tàn rồi luôn á vô ha. Nhiều quá là thêm nữa. Nó bò lên tao luôn á. Hấp hụ ơi cho nó mến. Ở vô. Xài ốc luôn. Thường bỏ ít nước lắm nha cái này. Ngon lành chưa? Chảo. Mình có cái nắp này dựa với cái này mà phải không ta? Có. Dạ có. Cái này là xả nha cái nhà. Mình cho xả vô luôn. Một 5 cái lá chanh. Và cái thứ 6 cũng ra nữa. Chúng giờ ớt nữa. Con thấy đúng 5 lá chanh luôn á. Chú Vinh kia thấy 5 lá, Vinh thấy 5 lá luôn cái nhà. Rồi rồi nha. Đây là một phần cái tô nước mẻ của anh em bên Lộc rồi nè. Nước chiên sổ vô à. Phải nước cho gạo chứ. Nước cơm thôi, nước cho gạo. Cái này thì bên dần chừng cũng lưng mua đường nha cái nhà. Mẻ thì phải có đường vô tị nó mới xíu mới được. Không, chua tính nhách luôn. Tí một ngọt vô nha. Muối nữa. Tí nó hấm vô mấy cái đít này chưa hả? Nút cái tót rồi ha. Nút cái tót cái nó dớt nhau kiểu luôn. Không cần quậy lên, một hơi đậy nắp lại là nó sẽ sôi thôi. Nó sẽ tan như vậy thôi cái nha. Anh em bên nhúng lửa độc lắm. Nhúng mà ngon an không mà tưới miếng dầu hôi vô nha cái nha. Vô không? Thì sẽ đậy nắp lại nha. Nè cái nha coi nè. Thấy chưa? Rồi một hơi cái nước mẻ nó sẽ thấm vô cái vị ốc á. Và làm cho ốc mình nó giòn hơn nè. Rồi xong dọn chén. Chàng nãy đi mấy lần rồi, tới bến luôn. Múc cà chén như vậy thôi, chứ một hai là để cái tô này kế bên luôn á. Nhớ là dớt xả nhiều nha. Không á, dớt hết thì chịu nổi. Phải quậy đều lên, phải không? Phải quậy đều lên, mình nước có nước, có cay chứ. Vậy con ốc mà cái chấm vô hả? Bết vô hả? Dạ, dính xả vô. Đợi nạch. Dạ, có thêm ít vô găm, đừng ăn thêm nữa nha cả nhà. Sôi thôi nha. Đồng lên cái chứ. Cho nó thấm nước rồi vô nó ngon lành. Nó không đều quá, con chín con không á. Nhưng mà cái ốc bu mà mình ăn cái kiểu mà chặt nước như vậy cái nhà nó rất là dễ ra con luôn. Nhưng mà cái này chặt không sâu không biết sao nữa nha. Để rồi chặt thì chặt hơi sâu hơn xíu. Quá đẹp. Ủa, tóc này hết rồi. Chín rồi, chín rồi mình đây. Bò thơm, bò thơm. Chín rồi, chín rồi. Nó ngon cái nhà ơi. Chú ăn được rồi. Nó khoai lang của mình nè. Khoai lang nó về chú ơi. Khoai lang ốc hả? Dạ. Khoai lang có vỏ. Đấy, cho mặt xuống. Bột khói, bột khói. Gấp rồi kìa. Dắt mâm lên mình ơi. Nước này là không ốc, không hấp đâu nha cả nhà. Mình chỉ lấy con ốc ra thôi. Ở con này muốn rớt ra ngoài luôn nè bé. Đó, cái đó là lấy nguyên cục luôn á. Cái đó hề hề. Cái thằng một tay bị phiền á. Ốc nghệ à, ốc nghệ. Cái nhà con ốc nè, tố đã hay không? Thơm. Thơm mùi xả với mùi lá chanh á. Yeah, mùi mẻ. Mùi mẻ nói gì vậy? Bạn nhóc cái gì rồi? Phải chuyện sạch núi á chú Việt. Còn
ba chắc, con chắc là như cái núi luôn hả? Sẽ núi nha chú Huy, từ từ thôi. Xì khói kìa, bóc ba tết lên cho ba thằng ăn cây đuổi chứ, ăn trái cây, ăn tôm tôm hùm. Lên vậy không bu quá trời đã luôn cái nhà ơi. Con này con ấy nó mập tối bắt giờ sáng ăn á, rộng nó thể nhớt ra. Cái này con nè, thấy thèm không? Mấy anh chị nào thèm thèm móc. Nếu clip của anh em bên nhà xin chân bánh xả nè. Quá trời quá đất rồi. Thôi, và anh em bên mời cả nhà ăn ốc bu hấp mẻ cùng ba anh em bên nha. Bé mời cả nhà. Có mời cả nhà. Vô. Xào bên ha. Bóc lên, coi chừng nóng nha. Phải tay với nọ nữa. Đấy. Chú Kha, coi con nè, con đổ nguyên con. Coi chú Kha trước, chú Kha đang gung tay. Trời ơi, gung quá gung. Hết gung chưa? Ngon quá. Chào, đúng lắm là mang về ăn không? Vừa ăn ha. Trời ơi, con mình làm nguyên cái luôn cả nhà ơi. Nha, ngắt cái đít ra con. Dạ. Đít nè, ngắt cái đít nhỏ ra. Khúc đèn đèn nè. Đúng rồi. Hả? Rồi, coi chú béo nè. Rồi cái ngắt cái đít nó tự ngắt luôn rồi, mà còn miếng. Toàn mình hưởng thức cái nè. Ôi sao nó hứng chả vậy? Vô hai. Khoai lang. Chết trời ơi. Chảy nước miếng, bên chảy nước miếng rồi cả nhà ơi. Công nhận ăn cái nước ốc nó còn ở tông hay. Ăn cảm giác nó ngọt hanh luôn á. Cái nhà con nè. Cỡ đâu nó quà tận quá chừng luôn nè. Với cơm mẻ rồi đúng không? Nó quả với cơm mẻ hôm xả rồi ha. Mum. Hồi nãy có con đầu tiên là em lặt nó không ra đít thôi, con của hai với con của em lặt ra đít luôn nè. Lấy cái cục này ra phải không? Dạ đúng rồi. Đúng. Con này là con gan phải không? Đúng rồi. Cái gì không? Ôi xui. Tay với lọ nó. Ôi, gạo ăn gạo luôn. Biết bao làm mấy món ốc rồi thề lúc trước á, bên sợ là cái mấy món đơn giản quá xem cả nhà. Nè, con phải quết đây có dòng như này, cái bên quết nè. Đó, nó mới lấy cái kia nó mới hứng được chứ. Trời. Đó. À, cái mỏ chù thấy ghét thì chứ. Giật mình thì chứ. Bé muốn nhặt cái gì nè. Cố gắng mà không chịu không nổi. Có ba tới ớt chứ nhiều sạch. Nè cái này con ốc rất là dễ lễ ra luôn. Hả? Làm trước. Lấy cái hứng liền. Đừng có sạch nữa. Cái đó tình hành ăn chú Kha. Ngon. Cái món ốc này là món ốc đơn giản nhất, đạm bạc nhất. Mà nó cũng không kém phần đâu nha cái nhà. Mình muốn ăn ốc mà nguyên vị của nó là hấp thôi. Ốc đồng quê. Chỉ có 2 tiếng đồng hồ ba anh em bên đi vớt mà được một gỗ ốc vậy đó cái nha. Lúc này có bu lại rồi. Trời mừng thấy ghê luôn hả? Mừng đó. Hồi mà cái nước mặn mặn 2019 tới nay luôn á. Dạ đúng rồi. Là lúc đó là vớt con nhớ hình như vớt được có mấy lọng nó lại xong luôn, không thấy nó luôn rụi luôn. Rụi luôn. Nay nó có lại rồi. Nó phải gán sinh tồn gì lại với mấy con pháp mới được. Không mà nó cái khu nào mà có nó gần cái ốc pháp nó có ít lắm. Nó giòn mà mềm sực luôn cái nha. Chấm vô vết. Có xả, có tỏi, có ớt, nó thơm. Cái này mà vừa ăn rồi chấm không đã ha, cầm chén mắm lên húp một cái nữa ha. Trời con như bằng. Cái nha. Vô gầm, vô gầm. Ăn tí vô gầm cho nó thơm. Này. Để em chọn cái hả? Để em chọn cho. Rồi. Rồi lấy cái đầu con à. Lấy đứt lại á. Bật mày vô. Vậy lên nghe ơi. Sao nãy thấy xả nhiều lắm mà tao chấm 2 con hết xả rồi. Đó, thì đó. Cầm chén mắm lên húp cái nhẹ đó. Chèm mới đụng chấm mới được. Chép nó đã rồi. Nhẹ thôi, nặng quá hết đúng lắm. Đã luôn. Đây em chọt cho ha. Xay, hồi nãy bên xay cũng được. Ngắt đít nó ra. Ôi, cảm ơn mấy nhiều.
nó cay mà đổ mồ hôi luôn. Chú cháu mình đặc biệt khi chứ ăn sáng nó bu. Cái này cũng trưa rồi con, sáng dạ. Sáng rồi mà. Vô. Mấy anh em húp nghe đã quá. Mày nhẹo nha chú kìa. Có gì chặt hả? Chặt nó ăn hết luôn á. Mấy anh chị hay ăn ốc là chắc em Binh nghĩ là chắc hay ăn ốc buổi chiều với buổi tối. Tại biết sao không? Đi ăn ốc á, đối chở nhau đi ăn ốc á. Đúng rồi, đúng rồi. Để gia đình. Có anh em mình ăn buổi trưa. Thì nó chứ ăn ốc mà buổi tối á, cái nhà cẩn thận nha. Mấy anh chị nào mà bụng yếu yếu á, nó cũng hay bị mệt lắm đó nha. Mà dí là dí á. Để chú Khẹo bắt cái con khủng long này ra coi. Coi nè, coi nè. Khủng long loại chúa. Cái nước cái trắng trắng á cái nhà biết cái đó là cái nước cơm mẹ á, sâu á cái nó sôi lên cái nó dính lại cái nhà. Chứ hồi nãy là hết nhớt rồi. 50 một đêm luôn mà. Còn ít nhớt lắm. Bắt mấy ốc khủng long ngàn rồi mình. Ồ. Khủng long thời tiền sử. Dạ. Có cái mua ấy chén mua cho. Cái nước miếng. Mà có con ốc mà nó bít cái chén luôn rồi nè. Bít chén luôn hả? Ừ. Đó, chú Bình hút cúp chẹp chẹp luôn. Con cào nãy giờ muốn hết xả rồi, chén mà. Thế từ mắm muốn quay mí. Còn nhiều má. Ôi chú Yên. Hai lượt hả? Chứ một lượt không? Không nổi hả? Vớt xả rồi thêm, nó béo cũng muốn ăn thì vớt xả thêm. Đúng rồi. Thêm lượt nữa hả chú Kha? Vớt xả thôi. Con làm được hai lượt luôn. Con nghe nó ăn ngày tới bến thì chứ. Không quá, không quá. Vô xả vô. Rồi kìa kìa cái nhà một con nữa coi. Cô Minh đưa chén vô con. Có xả ăn mới đã. Cầm đúng rồi, cô Minh hay quá. Biên chắc lỡ cái kiểu này không xây xây được, chắc nó đứt cái đứt quá cái nhà. Cũng còn 8 phần công lực. Này hấp nước mắm bớt mới được. Nó chả ít quá. Đó, 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 đó. Đó, 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 cho nó quay ngóc rồi. Chết luôn. Bá bơi ba ngóc buồn rồi bắp. Ba đừng chọc ngứa con nha. Con bắt ba chở con đi ăn à. Ngóc buồn mà chặt đít rồi mình ăn, muốn ăn hết đít dễ lắm. Con lật cái đít này vậy nè, mình con chế cái đuôi nó qua, con sẽ ginh lên nè. Là mình đã chặt đít rồi nên rất là dễ. Nhưng mà nhớ xé cái đen đen ở dưới như kia nha. Cái đó là cái ấy của nó. Cầm đây này chú Bình thấy mình hay luôn chú Bình đó. Ừ. Bé con này con nãy nói bé bé nè, nó bể á. Nó bể nè. Nhớ là dễ dính ra. Dạ đúng rồi. Cái bể này cái cục bự cái tên. Đúng. Con này khô. Mà đâu phải nói là lâu dữ lắm rồi anh em mình mới ăn ốc hấp. Mình làm món lạ lạ không ạ? Món lạ lạ nhưng đặc sắc cho cả nhà xem á. Còn như ốc buông mà ốc buông hơi luộc xả, hấp xả rồi với ốc đắng nữa thì bên thấy nó đơn giản quá rồi bên không làm á. Nhưng mà bữa nay nó thèm quá tại thèm rồi. Rồi sao giờ? Mà không phải riêng gì mới làm mấy món ốc mà mấy lần băm tỏi xả ớt rồi nha. Nước băm nó nghe cái mùi đó là cũng nhớ tới cái nước mắm xả hả? Nước mắm xả. Heo hai mà heo biết không biết chính xác không nha, nhưng mà mấy anh chị ở miền Bắc á. Dạ. Miền Bắc ở miền Trung vậy là hay ăn mà không phải ăn mắm xả với miền Nam mình đâu. Miền Tây mình đâu là ăn cơm mẻ luôn, hấp mẻ, ăn cơm mẻ là cái nước chấm bằng mẻ. Đúng rồi. Trung lâm tỏi ớt xả bầm ra luôn. Nhưng mà pha bằng nước mẻ chứ không phải là dùng chanh nha anh em mình. Cũng pha đường muối vào vô á, nhưng mà cái vị chua nó nhiều la hơn. Tại vì cái khẩu vị của mấy anh chị con ấy ăn nó không có ngọt như mình. Nó chua chua hơn, hồi đó thì hay ăn một lần. Nhưng mà xả ớt rồi vô. Không tỏi xả ớt vậy đó, rồi cơm mẻ rồi pha đường vô. Nhưng mà đường ít lắm. Hồi lúc trước thì bên lúc mà bên chưa biết ăn cơm hay bên chưa biết ăn cơm mẻ á, thì cái nước chấm á thì hay thấy nó hay không thích, tại cái mùi mẻ nó nhiều hơn lắm, nó chua mà, quá không chứ nó phải nó như là nấu lẩu mẻ. Lẩu mẻ thì cái vị chua nhưng mà mùi thơm nó nhẹ hơn. Còn cái thử đậm đào á. Con chưa ăn đó. Chưa ăn hả? Chưa. Con muốn thử không?
Đứa này nói sớm con thử, chú Bình lấy một miếng cà mẻ ra chú Bình pha cho con ăn. À, pha hương chén ha. Ừ. Thôi, giờ mình mốt con ốc nhiều quá. Mình mốt lần sau mình làm. Hợp lý. Ốc đắng, ốc bu, ở dưới dùng này mình mà lẩu áp ăn được, chứ ốc đắng, ốc bu với ốc lát này cả nha. Hồi tối bắt được mấy con ốc lát mà để thấy không nhiều quá, có vài con à. Nè công nhận cái này, mấy anh chị thấy hồi lúc đầu anh em mình vô ghe cái bờ dừa, tội ốc gì mà ốc con quá trời luôn á. Mà nó đẻ trên bờ hay không, hết hồn mà tứng quá rồi tứng luôn. Con này mấy cái con nó đẻ rồi bị mấy con mì biệp nó ăn rồi. Mấy anh em pin không vớt được ốc bự ở trong cái vườn đó, là lúc mà pin có quay ở trên bờ á, nghe hãy không, toàn là nó vỏ ốc nằm trên bờ hết trơn, hay là mấy con ốc bự, có thể là mấy con ốc bu bự nó bò mấy bờ, mấy con ngay nó thấy á, nó vừa đẻ nó thấy nó ấy lên rồi vỏ nó là lừ luôn á, bẹp bẹp với chuột. Thường hai con đó thì nó hay đúng rồi á. Em nghĩ nó có chuột nữa, tại vì cái miếng vườn đó hổm á, cỏ dữ tợn lắm. Em nghĩ là có con đó nó chuột nó vô nó ăn á, chuột với bẹp bẹp. Nó mới lên nó đẻ xong cái nó chưa kịp tọa xuống á. Dứt. Chứ không lẽ bìm bẹp đâu mà nó hay dữ vậy. Thì có mấy trường hợp thôi, một cái ốc mà bị tiêu diệt á, thì cái phần cá lương đổ dưới thì pin không nói, nhưng mà mấy con bò với con bìm bẹp nè, con chuột nè, rồi có thể là cho vườn mình móc mương á, móc lên rồi thảy ốc đầu lên luôn chung với sình á, rồi nó lẫn ra rồi nó chết, nó nổi vỏ. Nhưng mà cái mấy con ốc hồi tối anh em mình thấy á, là cái vỏ nó nằm khơi khơi ở tên. Dạ. Rồi còn là vỏ mới không luôn á. Vỏ mới không à. Ốc tơ à. Bự không à. Nói ơi trời. Con ốc mà nó chết do móc mương lên á thì con ốc nó dơ lắm á nha. Bị đè đất á. Bị đè đất, nó ngắt lên cái nó bò xuống được à. Nó chết đi không có đế thì đập hay mở luôn á chứ nha. Có miếng gầu găm vô cay cay ha. Gà hết luôn. Nấy, mình không biết ở ngoài kìa. Hai biết ở ngoài sao, nhưng mà đối với hai á, nếu mà làm mấy cái món ốc hấp như vậy nè mà chặt đứt tước á, là hai lúc nào hai cũng luộc cho nó hơi chín hơn xíu. Nhưng nó hơi teo teo xíu. Tại vì mình giữ giữ cút nó ra. Cái nếu cái bụng của mình nó không biết nó như thế nào á. Nó phức hợp nên mình dạy cho nó chắc. Tại vì loại ốc này con ốc bu này bụi yếu yếu ăn cũng mạnh lắm á. Ai nói thì nói nha, con ốc đắng hay con ốc bu đừng cứ kêu mà hấp vừa chín ăn nó ngon. Vừa chín mà gặp ngay ví dụ ba người lọt người ra là mệt người đó đó. Nhất là cô Éo ở đây nè. Em thấy cái bụng em nó yếu dữ không biết. Chứ giờ ra muốn em mang em cũng sợ. Chứ ai chưa con lạc đọt không? Hai giờ lạc chú ba giờ. Con giờ có lạc đọt hay không lạc đọt thì chú ba con cũng lên xuống, lên bờ xuống ruộng hết ta. 10 lần như một. Cái con tôm nha, ăn cái đầu tôm á. Rồi chứ, anh lấy rồi. Đầu tôm mà đồ chín chín xíu không sao ha. Với lại cái này biết sao, cái gạch gì, gạch son á, gạch cứng á, ăn nó không có có không có ấy bằng cái gạch mà gạch mà nhão nhão á. Gạch nhão nhão hết quá. Gạch nó là bao tơn luôn. Quá. Dạ, hôm nay ăn là đã, vài tháng sau nữa. Giảng sao cho mấy kia bự lên vui. Tháng mùa mưa này bèo nó sinh sôi nảy nở nhiều á, có mau lớn lắm. Dạ. Đụng. Nó đầu nha, giờ còn ra sực giòn mềm cái luôn á. Chứ nó không phải giòn dai. Bây giờ hiện giờ là ngon rồi đó, nhưng mà chút xíu ăn nữa. Hai em muốn ăn tiếp thì cái gì kể tiếp nha. Rồi, thôi mình bá ba cả nhà đi chút xíu rồi bắt đầu mình ăn tiếp. Cái này con ngốc. Cái này mà xong rồi, nếu mà còn đứt nguyên cái mình làm vậy là cái chuông gió luôn. Chuông gió? Ghê không? Không còn quá là bự luôn. Thôi bà này mình làm việc cái này nha. Ở ba cái nhà. Hẹn cái nhà mấy cái dịp mà đi với ốc tiếp theo. Chờ những con ốc lớn. Chút xíu anh em bên gia lụm mấy cái ốc có gì vậy nha. Là cũng như là ốc á. Bên hôm bữa mình cũng biết ốc nữa. Ốc nó không nữa thì thả xuống mương. Rồi mai mốt nó còn anh em mình có ốc ăn tiếp. Có gì lặn lội dùng người ta.